Hello, xin tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Và như request của mọi người, đợt rồi Linh làm một cái ask ở trên Instagram của Linh ấy, và mọi người hỏi quá trời về vấn đề ngăn tiết mồ hôi, khử mùi, rồi là khử lông nách, rồi các thứ thì lông dưới cánh tay, ok. Thì hôm nay Linh sẽ làm một video này để trả lời hết tất cả cho mọi người về những vấn đề mà mọi người vẫn rất là đang concern về những cái sản phẩm mà Linh sử dụng để chăm sóc vùng da trên cánh tay của mình. Và Linh sẽ hứa là làm thêm một video nữa về vấn đề xử lý gọi là vi ô lông dưới cánh tay, ok. Thì video này để trả lời cho mọi người những cái câu hỏi về những sản phẩm mà Linh sử dụng, Linh đã trải qua những sản phẩm nào và nhận xét của Linh về từng dòng sản phẩm, và Linh khuyến khích mọi người nên sử dụng sản phẩm nào. Thì hôm nay Linh sẽ làm một video review và so sánh ba cái sản phẩm chăm sóc vùng da dưới cánh tay, ngăn khử mùi mà trên thị trường hiện tại đang có, và Linh sẽ nói đến là ưu nhược điểm của từng loại một. Thì như mọi người biết, gần đây Linh có làm một cái video review về cái sản phẩm của Pearl Spirex. Sản phẩm này thì có thể nói nó là sản phẩm nguyên bản, gọi là sản phẩm đầu tiên ra đời về cái dòng sản phẩm gọi là sử dụng cái nhóm nhôm clorua để có thể tạo một cái lớp gel trên bề mặt vùng da trên cái tay của mọi người, để có thể ngăn cái việc mình tiết mồ hôi từ 3 đến 5 ngày, đúng không nào? Và Linh vẫn nói mọi người biết rằng là thực sự đây là một cái sản phẩm cứu cánh cho những cái bạn nào mà bị tiết mồ hôi nhiều nhất, thì đây là sản phẩm mà đảm bảo có thể gọi là khử được cái vấn đề đấy. Là nếu mà so sánh với cái sản phẩm này ấy, thì trên thị trường có một sản phẩm khá là tương đồng mà Linh cũng từng dùng qua rồi, đó là sản phẩm Etiacin. Sản phẩm Etiacin đây mọi người, Linh dùng cần cho mọi người coi. Đó, Etiacin đây, còn đây là Pearl Spirex. Sản phẩm này là sản phẩm nguyên bản, ý là sản phẩm này là sản phẩm mà Linh thấy là hầu hết là Linh đi châu Âu cũng như Linh ở bên UK thì sản phẩm này có ở hầu hết tất cả các siêu thị, các cái cửa hàng drugstore trên thị trường. Còn cái sản phẩm Etiacin này là từ khi Linh về Việt Nam thì Linh mới biết đến nó, và Linh hay nhờ bạn Linh ở bên Pháp mua hộ. Thì sản phẩm này chỉ có ở một vài thị trường thôi. Còn so sánh về giá đi, thì sản phẩm này Linh mua ở Việt Nam là giá 179.000 cho một lọ này, là lọ 20ml. Còn sản phẩm này thì Linh mua nó sẽ dao động từ 230 đến 250 một lọ 15ml. Thì tính ra em này kinh tế hơn mọi người ạ, em Pearl Spirex này kinh tế hơn. Mà điểm đặc biệt đó là cái dòng Pearl Spirex này nó còn có rất là nhiều loại. Và Linh thì Linh mua thêm cả một cái dòng này là cái dòng màu xanh hay màu vàng. Thì dòng này là cái dòng mà gọi là dành cho da nhạy cảm. Thì bởi vì như Linh nói là thi thoảng mà da Linh có hơi nhạy cảm một chút xíu ấy, hoặc là bạn nào mà da nhạy cảm dễ bị ngứa so với sản phẩm ngăn khử mùi ấy, thì có thể sử dụng sản phẩm này. Rồi, ngoài hai cái sản phẩm mà cái dòng mà dùng cái nhóm gọi là nhôm clorua này để có thể tạo một lớp gel và bảo vệ ngăn ngừa tiết mùi hôi ấy, thì có một cái dòng mà Linh nghĩ thấy là khá phổ biến trên thị trường mà mọi người có thể gặp ở bất kỳ siêu thị nào, gặp ở bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào, đó là những cái sản phẩm tương tự như kiểu là lăn khử mùi hoặc là sáp khử mùi như thế này. Và tên của nó là deodorant, cái từ rất khó đọc, không biết đọc, nói chung là lăn khử mùi đó. Thì cái dòng sản phẩm này thì chủ yếu là họ sẽ dùng cái mùi hương rất là thơm luôn. Mọi người bỏ ra mọi người thường thấy rất là thơm, cái lọ này thì mùi thơm rất nam tính này, rồi cái này thì là mùi thơm nước hoa này. Thì như Linh nói với mọi người ấy, là những cái dòng sản phẩm này nó chủ yếu là dùng mùi hương để át được cái mùi hôi thôi, nó không có ngăn tiết được gọi là ngăn tiết được mồ hôi hiệu quả như những sản phẩm mà Linh vừa mới nói qua vừa rồi. Thì những cái này thì thường ấy, nó chỉ gọi là giúp cho bạn nào mà ít ra mồ hôi thì ngăn tiết mùi và ngăn mùi được khoảng tầm 1 ngày 24 tiếng. Còn bạn nào mà ít hơn thì có thể lâu hơn 24 tiếng. Tuy nhiên thì với những bạn nào mà bị chảy mồ hôi nhiều như Linh thì nên sử dụng những cái dòng sản phẩm mà có cái gọi là cái công nghệ. Đó, cái công nghệ mà tạo lớp gel như Linh vừa nói ấy. Thì như Linh nói là sản phẩm này mọi người dùng là dùng lần đầu tiên, dùng một lần này, dùng hai lần này, rồi sau đó thì khi mà cơ thể mình quen rồi thì mình chỉ cần dùng khoảng tầm 3 đến 5 ngày dùng một lần thôi, thì hầu như là không ra một chút xíu mồ hôi nào luôn trên cánh tay. Ngày xưa Linh còn nhớ hồi Linh đi học á, Linh cứ hay dùng những cái sản phẩm lăn khử mùi như thế này này, thì nó sẽ thường là gây ố áo của Linh này, rồi là bị ngứa này, rồi là vàng áo kiểu vậy. Thì sau này khi mà biết những cái dòng sản phẩm anti-spirulina này ra ấy, thì Linh đã sử dụng nhiều hơn. Và có một điểm nữa mà Linh cũng muốn so sánh, đó là với bạn nào mà da mình nhạy cảm và hay dị ứng với cồn á, thì những cái sản phẩm của cái dòng Pearl Spirex và Etiacin này thì nó đều không có cồn. Chính vì vậy mà mọi người sẽ không bị kích ứng cái vùng da trên cánh tay. Còn bạn nào mà da bị kích ứng thì nếu như mà khả năng tài chính, ý Linh thấy thực ra là cái này cũng rất là tiết kiệm mà, đúng không? Vì mọi người mua những cái dòng deodorant này, Linh mua cái của hãng nước hoa này thì nó gần 1 triệu.
Còn em này của những cái hãng drugstore thì nó sẽ rơi vào tầm mấy chục nghìn, đúng không? Mấy chục nghìn cho một lọ 50ml. Tuy nhiên là nếu như bạn nào mà bị dị ứng với cả cồn mà mọi người dùng, mọi người bị ngứa thì mọi người nên hạn chế nha, bởi vì là nó rất là hại cho da của mọi người và nó gây kích ứng á, rất là khó chịu luôn á. Thì mọi người dùng sang cái dòng mà có cái công nghệ này. Ngoài ra thì với cái dòng Perspirant này nó còn có thêm cái công nghệ là bảo vệ da APX, thì sản phẩm nó giống như kiểu nó ngăn ngừa tối đa cái việc da bạn bị kích ứng. Chính vì vậy mà Linh thấy là dù với bạn nào con gái hoặc là những bạn nào mà da vô cùng nhạy cảm đi, thì dùng cái dòng màu xanh hoặc là cái dòng màu vàng này thì đều là có thể giúp cho mọi người không có bị kích ứng dưới da. Và đặc biệt là cái dòng Perspirant này nó còn ra rất là nhiều những cái sản phẩm khác. Ví dụ như ở đây Linh cũng vừa mới sắm thêm về mùa hè rồi. Linh vừa mới sắm thêm cho Linh một lọ, đó là lọ dành cho tay và chân. Thì nhất là cái thời điểm mùa đông như Linh thì chân Linh rất ít ra mồ hôi lắm. Tuy nhiên là đến cái mùa mà giao mùa, tức là từ hè sang thu hoặc là từ thu sang đông, nhưng đặc biệt ở ngoài Bắc thì những thời điểm đấy là thời điểm mà chân Linh thường hay bị ra mồ hôi. Thì cái sản phẩm này nó sẽ dạng lotion, thì mọi người chỉ việc đổ ra và đổ ra nó là một dạng gel trong suốt mọi người ạ. Đó, thì mọi người bôi trực tiếp lên tay hoặc bôi trực tiếp lên chân. Với bạn nào mà tay ra mồ hôi mà khổ sở vì tay ra mồ hôi, viết giấy các thứ hoặc làm việc văn phòng ra mồ hôi quá nhiều ấy, mọi người có thể mua sản phẩm này nha. Tại vì Linh biết rất là nhiều bạn quan tâm về vấn đề mà da tay bị ra mồ hôi hoặc chân ra mồ hôi, thế nên là Linh cũng mua để review cho mọi người. Đó, bôi ra một cái là tay nó như kiểu bôi lotion đó, nó mềm nhưng mà nó rất là khô và nó kiểu tạo một cái lớp gel nhẹ nhẹ trên tay mọi người, là giúp ngăn mồ hôi. Đó, thì hôm nay Linh cũng đã review cho mọi người ba sản phẩm, đó là Verspirex này, cũng là Antispirin này, Antiperspirin, rồi là dòng của Etiasil này, và những cái sản phẩm mà mang tính là deodorant, tức là ngăn mùi thôi. Thì đó, thì nói chung là mùa hè rồi mọi người à, hãy mua sắm cho mình những cái sản phẩm mà giúp ngăn mồ hôi đi, đừng để những người xung quanh mình khổ sở vì mồ hôi của mình nữa. Và Linh sẽ để toàn bộ đường link để mọi người có thể mua được Perspirant này, mua được Etiasil này, cũng như là những cái sản phẩm lăn khử mùi khác ở phía dưới nha. Rồi, và Linh hứa hẹn rằng là sẽ quay một video tiếp theo cho mọi người nói về vấn đề tẩy vi ô lông dưới cánh tay. Và mọi người đừng quên like, comment cho Linh những cái sản phẩm mọi người đang dùng để Linh có thể có cơ hội trải nghiệm hơn và sẽ chia sẻ với mọi người nhiều hơn nha. Chào tất cả mọi người đừng quên like, subscribe nha.